Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Chúng tôi đang thưa quý vị về những gì diễn ra trong đêm đại hội thứ hai của Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn Quốc. Như nhiều những ai mà quan sát kỹ diễn biến của đại hội đó thì gần như thấy là nói không ngoa là Đảng Dân Chủ đang thực sự là bùng nổ, thưa quý vị. Giống như cái không khí mà rất là phấn khích mà cử tri bên phía Cộng Hòa đã từng cảm nhận vào cái hồi đại hội 4 ngày để mà đề cử ông Trump vậy. Nói về cái phần trình diễn vô cùng ngoạn mục của ông cựu Tổng thống Barack Obama. Ông bước ra ngay sau cái bài diễn thuyết của bà Michelle và ông nói trời ơi sao tôi stupid quá vậy, tôi phát biểu ngay sau bà xã đại nhân chứ. Tức là vẫn có những cái câu bông đùa, vẫn có những cái câu hóm hỉnh, nhưng mà ông Obama có những cái phần mà rất là rát, rất là gắt đối với ông Donald Trump. Ông nói rằng là chúng ta không cần phải chờ đợi thêm 4 năm nữa, không cần phải có thêm 4 năm cái sự hỗn loạn, lộn xộn và đầy cái khiếp sợ nữa. Những gì cái bộ phim đó chúng ta đã thấy vào cái nhiệm kỳ trước rồi. Và bây giờ nếu như cái bộ phim đó mà được lặp lại, coi như là tập 2 đó, thì cái kết cục của nó sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Obama có nhắc tới bà Harris và ông nói là bà Harris xuất hiện ở đúng thời điểm. Ở đúng thời điểm mà nước Mỹ hiện nay đang cần để mà lãnh đạo nước Mỹ. Và ông nhắc lại những cái chương trình nghị sự mà Harris đã cam kết và đã trình làng với cử tri, đặc biệt là về chính sách kinh tế, giúp đỡ cắt giảm chi phí, giúp đỡ cho tầng lớp low income và tầng lớp middle class, trung lưu. Rồi kể cả chuyện là mở rộng cái đạo luật y tế dành Obamacare giúp cho người dân Mỹ. Rồi ông Obama nói là Kamala có thể là tổng thống như vậy đó, chăm sóc đời sống của người dân. Yes, she can. Và ngay lập tức quý vị biết không, không biết có phải đây là cái chủ ý của ông Obama, bởi vì ông là một diễn giả professional speaker, thưa quý vị. Mà ông nói khi ông lập đến cái chữ yes, she can, gần như cả cái hội trường người ta bùng nổ và cử tri người ta nhớ lại. Người ta nhớ lại cái slogan mà đã làm bùng nổ năm 2008, nhớ lại cái tinh thần mà bà Michelle Obama hồi nãy đã trigger, bà đã khơi lại. Bà nói là đã lâu rồi, chúng ta không thấy cái không khí này phải không? Nó gần như nó là quên lãng, nhưng bây giờ nó bắt đầu lây lan đây nè. Đó là cái tinh thần Obama của năm 2008 với cái câu slogan mà sau đó đã có rất nhiều những cái bài nhạc rap người ta remix lại cái câu nói của ông Obama, quý vị có nhớ không? Là yes, we can. Và ngay lập tức khi ông Obama nhắc về chuyện yes, she can, những cái cử tri dân chủ người ta bùng nổ. Và người ta hát và người ta la to yes we can and yes she can. Thì đó là cái tinh thần, cái khẩu khí của Obama vào tối ngày hôm qua. Dĩ nhiên là trong cái bài phát biểu rất là dài hơi, quý vị có thể xem thêm. Nhưng nói tóm lại là cả vợ chồng của ông Obama đều kêu gọi cử tri Mỹ do something, là hãy bắt đầu sắn tay lên và cùng làm việc. Và cái găng tay đã được quăng ra và thách thức cái chuyện bầu cử sắp tới, và họ cho rằng dứt khoát là phải chiến thắng cựu Tổng thống Donald Trump. Chứng kiến, không biết là có chứng kiến hay không, về cái màn trình diễn của hai vợ chồng Obama vào tối ngày hôm qua, thì ông Trump, thưa quý vị, ông Trump vào ngày hôm nay nè, khi ông đi vận động tranh cử ở North Carolina, ông mới nói với những fan MAGA đang ủng hộ ông nói mát, ông nói rằng, mọi người có thấy tối những gì xảy ra tối hôm qua không? Vậy tôi có cần phải tập trung vào chính sách, vào chương trình nghị sự nữa không? Ý ông nói là họ nhìn đi, vợ chồng Obama xúc phạm tôi, tấn công cá nhân tôi. Ngày hôm qua, những cái người bên phía dân chủ nhắc đến tên tôi hơn 200 lần. Nhất là cái cặp vợ chồng Obama đó. Vậy thì bây giờ, và ông làm cái điệu bộ bắt chước lại những cái người cố vấn của ông và những người đã nói trước đây là thưa Tổng thống hãy tập trung những cái vấn đề về chương trình nghị sự đi. Và Tổng thống hãy tập trung về kinh tế, về biên giới, về quân đội mà Tổng thống đã xây dựng rất là hùng mạnh đó. Tổng thống hãy tập trung những cái vấn đề đó đi, đừng có tấn công cá nhân. Nhưng mà làm sao tôi không tấn công cá nhân khi mà cả vợ chồng Obama lên sân khấu và tấn công tôi một cách dữ dội như vậy? Đó là lời ông Trump nói vào thứ Tư khi ông đi vận động tranh cử ở North Carolina, thưa quý vị. Thì nhắc về ông Obama và ông Trump một chút. Rõ ràng, ông Obama như ông nói là ông quan tâm tới tình hình, cái cục diện của nước Mỹ. Ông quan tâm những cái chính sách dưới thời ông Trump.
Và ông không muốn cái sự hỗn loạn, nó đã có 4 năm rồi, nó không muốn là lặp lại lần thứ hai nữa. Đó là những cái thông điệp trên bề mặt mà cử tri người ta nghe thấy. Nhưng mà chúng ta cũng không lạ gì là cái mối hiềm khích, cái mối nó có những cái sự căng thẳng và cay đắng về mặt cá nhân giữa ông Obama và ông Donald Trump. Quý vị nhớ là vào khoảng năm 2011, ông Trump thường xuyên đưa ra một cái thuyết âm mưu và nói rằng là ông Obama là không có đẻ ở nước Mỹ. Ông Obama cay đắng về chuyện này lắm. Sau này tờ Asus, người ta phỏng vấn những cái giới chức trong dưới thời của ông Obama, kể lại là ông tổng thống của mình nhiều lần rất là bực bội và thậm chí nghĩ rằng là những cái thuyết âm mưu và cho là một người không có đẻ nước Mỹ thì không có được đủ điều kiện để làm tổng thống, nó ít nhiều, nó lấy đi cái uy tín của ông Obama. Vì vậy ông ấy rất là bực. Quý vị để ý là trong năm 2020, năm 2024, đầu tiên thì ông Obama khá là im lặng. Nhưng những lần mà cần để mà đấu với là ông Trump á, ví dụ như cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 rồi vừa rồi đây, bất cứ lúc nào mà bên phía đảng Dân Chủ cần thì ông Obama đều xuất hiện. Mặc dù bình thường thì ông khá là giữ cái sự im lặng, lặng lẽ. Bởi vì Obama vẫn có một cái ám ảnh là làm sao phải ngăn ngừa không để cho ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Năm 2016, thưa quý vị, sau khi ông Trump thắng bà Hillary Clinton, ông Obama đã từng nói ra nha, ông nói ra chứ không phải là người khác thuật lại. Ông nói là ông tin là ông có thể chiến thắng ông Trump dễ dàng. Nếu như mà hiến pháp cho phép ông được ra tranh cử nhiệm kỳ 3, thì ông tin là ông sẽ ra tranh cử và ông sẽ ngăn không có để cho ông Trump được trở lại, được bước vô Tòa Bạch Ốc. Đó là cái cuộc bầu cử năm 2016. Cho nên ngày hôm nay, cử tri Mỹ được nhìn lại cái hình ảnh và cái khẩu khí của Obama và rõ ràng không thể phủ nhận rằng ông ấy vẫn còn một cái base rất lớn ở trong đảng Dân Chủ. Nhưng mà đồng thời cử tri cũng được nhắc lại về cái mối thâm thù cá nhân giữa ông Obama và ông Trump. Ông Trump ngày hôm nay đó, như hồi nãy chúng tôi nói, lại gọi cái câu là mọi người có thấy Barack Hussein Obama không? Đã tấn công tổng thống của quý vị vào tối ngày hôm qua hay không? Vậy thì làm sao mà tôi có thể mà không nói về những cái chuyện tấn công cá nhân như mọi người mong muốn được? Thì đó là xong. Xong cái phần của cặp vợ chồng Obama xuất hiện vào đêm thứ hai để mà cùng sát cánh và cùng vứt găng tay ra và coi như là tuyên chiến với lại ông Donald Trump. Trong cái đêm mà ngày thứ hai có một cái phần diễn giả cũng khá là đặc biệt, thưa quý vị. Đó là đệ nhị phu quân là ông Doug Emhoff, chồng của bà Kamala Harris. Một chi tiết là bà Harris ngày hôm qua thì không có mặt trong đại hội. Bà đi đến Milwaukee. Thì lúc mà các cái tiểu bang vừa xong cái phần là họ đề cử bà Harris á, thì ban tổ chức, thưa quý vị, họ sắp xếp đúng là cũng hay. Họ pan cái góc máy qua trên màn hình hiện ra cảnh bà Harris cùng với ông Tim Walz đang ở Milwaukee. Và bà nói, "Hi Chicago, tôi cảm ơn, tôi hân hạnh vì nhận được cái sự đề cử đó và tôi sẽ trở lại đại hội vào đêm ngày thứ năm." Nhưng mà trong cái đêm ngày thứ hai á, một cái phần mà làm cho người tham dự và cả cử tri Mỹ người ta cũng cảm thấy thích thú, người ta theo dõi, đó là cái phần trình bày cái bài diễn văn của ông Doug Emhoff là chồng của bà Harris. Dĩ nhiên là ông sẽ ca ngợi vợ mình, chúng ta không có lạ gì hết, nhưng mà mọi người ngạc nhiên vì cái sự hóm hỉnh, cái sự vui vẻ pha trò và một cái không khí mà chẳng những chỉ có bà Harris, ông Tim Walz mà kể cả ông Doug Emhoff cũng làm cho người ta cảm thấy là cái không khí nó rất là vui vẻ, nó rất là tích cực, thưa quý vị. Ông kể, ông giới thiệu cho cử tri về một cái hình ảnh khác của bà Harris. Chúng ta biết là bà vai trò là phó tổng thống và là ứng cử viên tổng thống tương lai. Nhưng mà ông muốn giới thiệu cho mọi người biết một cái hình ảnh khác. Đó là Harris làm mẹ, Harris làm vợ. Ông nói rằng bà nấu ăn rất là ngon. Và các con của ông, hai người con riêng, bà Harris không hề có một người con chung nào với là ông Doug Emhoff hết. Và hai người con của ông cũng rất là quý mến bà Harris và gọi bà là Mama, là Mom, và kết hợp với Kamala là Mama. Là ông nói rằng ở cái thời điểm đầu tiên á, ông biết là cái việc mà mix vô với một cái gia đình như thế này nó rất là phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy hai người con của mình mà cũng có mặt trong khán phòng đêm ngày hôm qua, gọi buộc miệng và gọi bà Harris là Mama, là ông biết là chuyện này nó rất là ổn, mọi chuyện nó rất là ổn. Ông kể lại về cái kỷ niệm có với bà Harris là về cái cuộc gặp đầu tiên mà ông có được cái số phone
của bà đó, thì sáng ngày hôm sau vào khoảng 8 giờ sáng là ông gọi cho bà Harris vụng về lóng ngóng và để lại cái voicemail. Và sau đó Harris đã lưu lại cái voicemail đó và bắt ông ấy nghe vào mỗi dịp, every single year, và mỗi cái những cái anniversary, ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Ông kể là vào ngày thứ năm đây nè, thưa quý vị, là kỷ niệm 10 năm của hai vợ chồng, và cũng là sẽ là cái ngày mà bà Harris sẽ có bài phát biểu tại đại hội để mà kết lại cái đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc. Thì đó là một cái chi tiết bên lề của cái hôn nhân và làm cho mọi người cảm thấy rất là hài về một hình ảnh của đệ nhị phu quân cũng rất là vui vẻ. Ông nói là đây là một nhân vật, một cái người phụ nữ rất là hài. I love her laugh. Nếu như bên phía ông Trump và fan MAGA thì thường xuyên chỉ trích rằng bà ấy chỉ cười chứ có làm được cái gì đâu, cứ cười hô hố rất là vô duyên. Thì ông chồng của bà Harris nói là I love her laugh. Một những cái nụ cười nó rất là vui vẻ, nó rất là thoải mái. Nhưng ông nói rằng bà Harris là một cái người chiến binh. Một cái người chiến binh mà sẵn sàng chiến đấu với những kẻ tội phạm, sẵn sàng chiến đấu với những kẻ bắt nạt. Bà ấy là người care cho người khác nhưng mà rất ghét những ai bắt nạt người khác. Và nó thể hiện ở cái chỗ bà ấy đi ra tòa và đóng cái vai trò là công tố viên và chiến đấu, gọi là chiến khô máu, nói như lời cựu Tổng thống Trump trước đây, với những cái tên tội phạm. Và bản thân ông Đức Emhoff này cũng từng là một luật sư, thưa quý vị. Thì đó là cái câu chuyện mà nhiều người trong cái không gian vào tối ngày hôm qua, đêm thứ hai đó, người ta rất là enjoy cái moment mà ông đệ nhị phu quân, ông Đức Emhoff kể về cái mối quan hệ vợ chồng, để mà cho thấy một cái mặt rất là khác của bà Harris. Và người ta nhắc về cái đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc, quý vị nhớ là cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tới dự đại hội đảng Cộng hòa nhưng không hề có một cái bài phát biểu nào hết và không hề sát cánh cùng với cựu tổng thống Donald Trump. Nhắc về cái chuyện bà Melania Trump thì vào ngày hôm nay nè, thưa quý vị, trên mạng cũng đang share lại dần dần một cái post của chính người vợ cũ của ông Đức Emhoff. Đức Emhoff là chồng của bà Harris hiện nay, thì trước đây đó ông đã có một cái mối quan hệ dài, để Hoàng Vy xem lại cho nó đúng, một cái mối quan hệ dài 16 năm, một cái hôn nhân dài 16 năm với người vợ cũ là Kirsten Emhoff từ năm 1992 cho đến năm 2008. Rồi sau đó đến năm 2014 thì ông mới lấy bà Kamala Harris. Và ông có thú nhận rằng á, là ông đã từng có cái mối quan hệ ngoài luồng và nó dẫn tới cái chuyện ly dị. Nhưng mà rồi cuối cùng là hai vợ chồng, hai người, bà Kirsten Emhoff và ông Doug Emhoff đã có dàn xếp với nhau rất là ổn thỏa. Và cuối cùng gia đình của họ là gì? Chính bà Kirsten đã lên trên mạng xã hội và nói rằng tôi cảm kích bà Kamala Harris. Là vì sao? Bà ấy đã cùng tôi với lại ông Doug á, để mà nuôi dạy hai đứa nhỏ lớn lên, và chúng bọn trẻ đều có chung cái tình yêu thương của ba người cha mẹ như thế này, và chúng tôi cảm kích bà Harris. Nói chung là cái mối quan hệ giữa vợ trước với lại vợ sau đó nó rất là hòa thuận, nói cho nó vuông là như vậy. Nhưng mà nó có một cái post ngày hôm nay của người vợ cũ của ông Đức Emhoff làm cho dân mạng người ta chia sẻ rần rần. Đó là có một cái dòng nhận định nói á, là ngay cả vợ cũ của ông đệ nhị phu quân á, cũng ủng hộ cho bà Harris là ứng cử viên tổng thống. Và nó ủng hộ, nhìn thấy rõ cái khí thế rất là rõ, nhiều hơn rất nhiều so với bà Melania Trump. Và ngay khi có cái post này được đưa ra đó, thì bà Kirsten là bà vợ cũ đó share lại và bà bình luận thêm, bà nói là cái điều này là chắc chắn không có thể bàn cãi nữa. Và cái post này, thưa quý vị, vừa mới đưa ra trong ngày hôm nay là có hơn 10 triệu người tương tác và theo dõi. Thì đó là cái câu chuyện mà người ta được nhìn thấy một cái khía cạnh khác, một cái hình ảnh, một cái góc cạnh khác về ứng cử viên tổng thống mà đại diện cho bên phía đảng Dân Chủ. Rồi, trong cái đại hội thì dĩ nhiên ở bên Cộng Hòa thì sẽ được nhìn thấy những cái diễn giả là những thống đốc, những cái nhân vật bên phía đảng Cộng Hòa. Và như chúng tôi nói đó, trên cái tinh thần ra và tung hô và tán dương đối với ứng cử viên của mình. Chuyện đó cũng là chuyện rất thường thôi. Và bên này cũng vậy, đêm đầu tiên thì có bà Hillary Clinton, đêm thứ hai thì có vợ chồng Obama.
tối ngày hôm nay đây thưa quý vị, đêm ngày thứ ba thì sẽ có ông Bill Clinton, rồi có ông Bộ trưởng Tư pháp Pete Buttigieg, cũng là một tay chém gió chặt sắt, ăn nói gãy gọn lắm. Rồi có cả mợ Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện. Nói chung là những người bên phía Dân Chủ thì tán dương ứng cử viên Dân Chủ cũng là thường thôi. Nhưng cái điều đặc biệt thưa quý vị, trong cái đêm thứ hai của Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc, mà Hoàng Vy đã nói từ chương trình vừa rồi, nhiều người sẽ bị confused là tại sao Đại hội Đảng Dân Chủ mà lại có sự góp mặt của một số những cái nhân vật bên phía Đảng Cộng Hòa, đặc biệt có thể là thị trưởng và đặc biệt có thể là giám đốc truyền thông của dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Họ xuất hiện trong đại hội và họ nói gì? Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.